Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phú Quốc Vlog. Bé trước mặt đây là tên Lu nha, đang tìm nhà mới này. Anh em có nhu cầu về con giống, vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới anh em nhé. Lu là được đã gần 4 tháng là chiếc lừa đầy đủ này. Mắt viền đen đậm, móng đen, má bạc rất là đẹp nha, tai ke đầu thú ok luôn. Biết bắt chuột, nghe lời, ở nhà rất là sạch sẽ này. Đấy, trong nhà rất là sạch sẽ, không có ve bọ chét gì hết nha. Đấy, má bạc lưỡi đốm xoáy kiếm nè. Rất là thân thiện, ok và nghe lời luôn nha. Lu, nằm xuống, nằm, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm, nằm, nằm xuống, nằm. À, Lu rất nghe lời nè, nằm nè. Đấy. Rất là cưng luôn. Xoáy kiếm nè anh em này, xoáy kiếm nè, ok nha. Móng đen nè, sắc tố rất là đẹp luôn. Mắt tiền đen đậm, má bạc nè. Đây anh xem này. Đấy. Hàng không rẻ nha, hàng không rẻ đâu anh em nha. Anh em cân nhắc trước khi gọi nha. Nếu mà có nhu cầu về con giống thì vui lòng liên hệ theo Zalo nha. Rất là đẹp, ok nè, rất ngoan và nghe lời nè. Mình đang chăm trực tiếp bé ở nhà nè. Xoáy rất là đá luôn, ngoan nghe lời lắm. Sáng nào nó cũng nằm chờ trước cửa này. Mở cửa ra là, mở cửa lồng ra là nhảy lên cửa sổ, lên bậc cửa, bậc thềm để nằm chờ này. Cho ăn sáng, chơi, phơi nắng xong rồi lại lên chuồng nha. Đó, má bạc rất đẹp, rất là ngoan nha. Lu, Lu bắt tay nào, Lu, bắt tay, bắt tay. Bắt tay nè, tay, tay. Tay, tay đâu, tay đâu, tay, đây, đúng rồi, ok, viền, vện cọp này, viền mắt, viền vện rất đẹp này, đó, rất là ngoan nha, ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.